hướng tới mục tiêu đưa Agribank ngày càng phát triển bền vững. Không chỉ quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh, với vai trò là một doanh nghiệp giữ vai trò chủ lực trên thị trường tiền tệ tài chính đối với khu vực nông nghiệp nông thôn, ngoài nhiệm vụ hoạt động kinh doanh, công tác an sinh xã hội luôn được ban lãnh đạo quan tâm, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Nhân dịp hội thao lần thứ 8 được tổ chức tại thành phố Nam Định, ông Tiết Văn Thành, Tổng Giám đốc Agribank đã trao số tiền 500 triệu đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh Nam Định. Với tinh thần thể thao cao thượng và trung thực, đại diện các vận động viên và trọng tài đã lên tuyên thệ thể hiện sự quyết tâm thi đấu đóng góp vào thành công của giải. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội thao, tôi là Nam, vận động viên quân đội vật, đơn vị Liên đoàn Bóng đá phát triển Liên đoàn Việt Nam, xin chân thành cảm ơn, xin thay mặt toàn thể vận động viên môn thể thao đấu tại hội thao Agribank của đoàn Hoàng Sơn lần thứ 8 2016, xin hứa nghiêm chỉnh chấp hành quy chế và tuyệt đối tuân thủ theo sự điều hành của tổ chức các tổ trọng tài thành thao thi đấu trung thực và kết thúc thao quyết tâm đoàn làm thành cao. Xin hứa. Thưa quý vị, và để mở đầu chương trình nghệ thuật ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với màn chống hội non sông, âm nhạc Đỗ Ngọc Vượng. Trân trọng gửi tới quý vị cô tập thể nam nữ diễn viên Nhà văn hóa mùng 3 tháng 2 tỉnh Nam Định.
vườn cây đầy hoa trái khi anh ngắm tay em. Mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ, và khi chúng ta yêu nhau chắc kết thúc là không biết ta yêu về. Hãy subscribe.
sẽ chia thắp sáng bao mỗi nhà, vì cộng đồng mà nơi đây chung sức, một mình một cách hàng là thành công. Trong 6 môn thi đấu của hội thao, cầu lông là môn luôn thu hút khá nhiều các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình sôi nổi. Tham dự hội thao lần thứ 8 năm nay, môn cầu lông có tổng số 92 vận động viên của 16 đơn vị tranh tài ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, độ tuổi dưới 45 trở xuống đối với nam và 40 đối với nữ, có 31 đôi với 62 vận động viên. Độ tuổi từ 46 trở lên đối với nam và 41 trở lên đối với nữ có 15 đôi với 30 vận động viên tham gia. Các đội tham gia thi đấu môn cầu lông chia bảng thi đấu vòng loại theo các lứa tuổi, chọn 4 đội vào bán kết và 2 đội thắng ở 2 trận bán kết vào chung kết tranh nhất nhì. Hội thao lần thứ 8, việc gia tăng về số lượng vận động viên môn cầu lông ở giải năm nay tạo thêm nhiều cơ hội để các tay vợt cọ sát chuẩn bị cho hội thao toàn quốc Agribank 2017. Với tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực, cao thượng, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các trận đấu đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, cống hiến cho khán giả những đường cầu hay, đẹp mắt và sáng tạo.
Hội thao năm nay có nhiều cặp vận động viên trẻ đã thể hiện quyết tâm thi đấu giành giải cao như cặp vận động viên Ninh Vương chi nhánh Bắc Ninh, Việt Thắng chi nhánh Mỹ Hào. Các vận động viên tham gia giải lần này, sức bền và kỹ chiến thuật đều rất tốt nên các trận thi đấu diễn ra sôi nổi, hào hứng, giành giật nhau từng điểm để được vào chơi trận chung kết. Các trận đấu diễn ra với sự cổ vũ của rất đông khán giả có mặt tại Cung Thể thao Nam Định đã cho thấy sự quan tâm của khán giả đối với môn thể thao này. Mặc dù số lượng vận động viên tham dự là rất lớn, tuy nhiên với sự chuyên nghiệp của đơn vị đứng ra đăng cai tổ chức, giải đấu đã diễn ra rất thành công về mặt chuyên môn cũng như công tác tổ chức, để lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp trong lòng các vận động viên, các khán giả ở Nam Định trong suốt 2 ngày thi đấu. Và đây là trận chung kết của đôi dưới 45 tuổi giữa cặp vận động viên Ngô Văn Việt, Nguyễn Tất Thắng chi nhánh Mỹ Hào gặp Dương Mạnh Linh, Nguyễn Đức Vương chi nhánh Bắc Ninh. Trên mặt số 4, chúng tôi cũng